Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 8 tháng 12 có những thông tin chính sau đây. Bế mạc kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Người dân phấn khởi với những nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Đảng ủy quân sự ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ. Thành phố Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp đô thị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 bước sang ngày làm việc thứ ba, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp. Tham dự có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục phần chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời yêu cầu các ngành, các địa phương phải sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các vấn đề như giải quyết việc đấu thầu thuốc tập trung, bảo hiểm y tế, chính sách miễn giảm thuế phí cho doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính, quản lý vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vướng mắc hồ sơ thủ tục đối với một số dự án, chính sách về nông nghiệp. Đối với vấn đề thu ngân sách, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá trong bối cảnh khó khăn chung, nhất là trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn khó khăn, thị trường bất động sản phục hồi chậm, việc thu ngân sách chưa đạt như dự toán. Nhưng so với mặt bằng thu ngân sách của cả nước, đây vẫn là kết quả thể hiện sự nỗ lực của tỉnh, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao. Tình hình xuất khẩu hết sức phức tạp, khó khăn của cả nước. Và chúng ta theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, miễn giảm thuế, phí và tiền thuế đất mất 1.000 tỷ. Về thu nội địa, Trung ương giao cho ta là 6.519 tỷ, mà chúng ta thu như vậy là 8.422 tỷ. Vượt của Trung ương giao là 27%, vượt hội đồng là 4%. Thì đây là một có thể nói là chúng ta có nguồn thu so với tất cả các tỉnh trên cả nước, thì chúng nguồn thu chúng ta bền vững. Đồng chí Võ Trọng Hải cũng trao đổi thêm một số nội dung về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, nhấn mạnh nhiệm vụ giải pháp thực hiện cụ thể trên từng lĩnh vực trong năm 2024, trong đó sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, giải quyết các vụ việc tồn đọng. Năm 2024 thì sẽ một số dự án trọng điểm sẽ khởi công, nhưng có quy mô lớn. Các dự án công nghiệp lớn sẽ đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là những nhiệt điện vùng Quảng Hai. Thì tháng 6 năm 2025 là hòa điện quốc gia, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng với cơ giới hóa và khoa học công nghệ, quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên nông thôn mới để trình nhiệm vụ. Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khác với các kỳ họp trước, kỳ họp này các đại biểu đã chất vấn được các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở ngành khá thẳng thắn, trách nhiệm, cơ bản rõ các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Các câu hỏi của đại biểu đã phản ánh những vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu, trên cơ sở nội dung phiên chất vấn, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành phải nghiêm túc tiếp thu, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý, giải quyết các vướng mắc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Các ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các vấn đề đã được đại biểu và cử tri chất vấn tại các kỳ họp. Như vậy là sau 2 ngày rưỡi làm việc khoa học nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, với sự thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 27 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024, một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025,
chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025. Thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ từ năm 2024, quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024, quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khoa học, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành chương trình đề ra. Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho nội dung chất vấn các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Đặc biệt, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là những quyết sách quan trọng, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành đề ra kế hoạch triển khai đồng bộ để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2024 là năm tập trung cao để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Tập trung triển khai các nội dung kết luận hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các chương trình kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả đầu tư công, ưu tiên các công trình dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển, tập trung phát triển văn hóa, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội, gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, điều hành ngân sách nhà nước, đầu tư công trong từng giai đoạn cụ thể, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong vùng triển khai nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đã cam kết, thực hiện tốt các chính sách về đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, thực hiện hiệu quả chủ trương mở rộng địa giới thành phố Hà Tĩnh gắn với triển khai phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới, tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi, quan tâm thực hiện lĩnh vực văn hóa xã hội, triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, đấu tranh ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, nhất là thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công, quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với các đối tượng, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui Tết, đón xuân, yên vui, an toàn. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong và các gia đình, người có công trong toàn tỉnh. Nhân mùa Giáng sinh năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng gửi tới các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn cộng đồng giáo dân,
các vị chức sắc chức việc tu sĩ trong thời gian qua đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng, luôn hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn các đại biểu Trung ương, các đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cảm ơn cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Chuẩn bị bước sang năm 2024, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin bế mạc kỳ họp lần thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Xin trân trọng, cảm ơn. Tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã thông qua 27 nghị quyết quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đây là những hình ảnh sạt lở nhà dân dọc hai bờ sông Ngàn Mọ, đoạn qua xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, trong đợt mưa lớn tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, không chỉ ở Cẩm Duệ mà trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có hàng trăm km bờ sông bờ biển bị sạt lở, hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng về thiên tai bão lũ. Trước thực tế đó, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025. Với những quy định cụ thể như hỗ trợ bố trí chỗ ở, tạo việc làm, phát triển sản xuất sẽ góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Hiện nay thì qua kỳ họp của Hội đồng tỉnh đã ban hành nghị quyết có bổ sung kinh phí để có hỗ trợ, đấy một cái điều đáng phấn khởi. Cũng trong kỳ họp lần này, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2025 cũng được thông qua, tạo động lực khuyến khích các thành viên trong tổ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy việc xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn. Được thông qua cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì anh em được mức hỗ trợ là 600.000 đồng cho một tổ chuyển đổi số cộng đồng. Thì đấy là một cái tin vui, cũng như là nguồn kinh phí phụ cấp sáng xe, cũng như là điện thoại cho anh em. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Hà Tĩnh trong những năm tiếp theo, như dự toán thu chi ngân sách năm 2024, danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất, nghị quyết liên quan đến các vấn đề đời sống an sinh xã hội, đào tạo việc làm, biên chế công chức, cũng đáp ứng được sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Ta ban hành một cái nghị quyết mới, đó là cái liên quan đến cái nghị quyết là giúp người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, một phần nào hỗ trợ thêm cái kinh phí giúp gia đình và giúp cho cộng đồng có thêm cái kinh phí trong cái vấn đề thực hiện cái công tác cai nghiện được tốt hơn. Nghị quyết về điều chỉnh cái đồ án quy hoạch khu du lịch biển, rồi nhiều cái nghị quyết mà lâu đến nơi thì bà con nhân dân vẫn đứng mong chờ. Khi ban hành được nghị quyết này thì tin chắc rằng là các cái nghị quyết này sẽ nhanh chóng đi vào cái đời sống của bà con. Và đối với thị trấn thì thị trấn khi có các nghị quyết thì thị trấn đã tập trung tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến bà con nhân dân để bà con nhân dân biết được đối với những nghị quyết này và tập trung triển khai những cái nội dung trong các nghị quyết. Sau khi thông qua 27 nghị quyết, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thống nhất thời gian thực hiện nghị quyết để hỗ trợ kịp thời các đối tượng được thụ hưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Chiều nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư các huyện, thị, thành ủy. Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, xây dựng chương trình kế hoạch gắn đảm bảo quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao năng lực tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và cơ sở vững mạnh toàn diện, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh, nắm chắc tình hình, phối hợp xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4, biểu dương những kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương gắn với xây dựng chính quy, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương Quân khu về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tăng cường nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, siết chặt kỷ luật kỷ cương quân đội, tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa ba lực lượng theo Nghị định 03 của Chính phủ, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đặc thù giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại, biên giới, vận động viện trợ không hoàn lại năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ chủ trì hội nghị. Năm 2023, công tác đối ngoại của Hà Tĩnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác quản lý đoàn ra đoàn vào trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị địa phương. Trong năm, tỉnh đã tổ chức ký kết 8 thỏa thuận hợp tác quốc tế. Các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức 11 hội nghị, hội thảo quốc tế. Tỉnh cũng đã tổ chức các buổi làm việc với đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và tham gia các diễn đàn quốc tế do Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Hà Tĩnh cũng tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài nhằm tiếp tục kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư. Ngoài ra, các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân cũng được triển khai đồng bộ hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả công tác đối ngoại, nêu lên một số tồn tại hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trong năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại năm 2023 đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục và có giải pháp để thực hiện tốt công tác đối ngoại. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả định hướng đối ngoại của Trung ương, của tỉnh, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào, tăng cường hợp tác với các tỉnh có sử dụng chung đường 8 và đường 12 của ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác song phương với các đối tác đi vào chiều sâu, tiếp tục thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành phố có tiềm năng, thế mạnh và có điểm tương đồng với tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục nâng tầm quan hệ với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, triển khai tốt các hoạt động về biên giới, biển đảo. Sáng nay, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2023 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin về chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2023. Thông tin về những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, trong đó nêu bật những kết quả về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, một số đổi mới quan trọng tại kỳ họp. Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng được chú trọng tăng cường,
đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở được kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, qua đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành tuyên giáo cả nước. Phát biểu thảo luận tại điểm cầu Hà Tĩnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã báo cáo về công tác tuyên truyền miệng trong năm 2023. Hà Tĩnh đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy địa phương và tình hình thực tiễn, chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đề nghị các đại biểu tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch chống phá Đảng, tổng kết 35 năm biên tập, phát hành và sử dụng bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra khảo sát công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến phổ cập kỹ năng số cho thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 200 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tham gia tập huấn, các đại biểu được nghe truyền đạt, trao đổi các chuyên đề về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng, sử dụng nền tảng số do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố áp dụng cho công dân số, hướng dẫn xây dựng hồ sơ cấp độ và triển khai một số nội dung về chuyển đổi số liên quan đến cấp xã. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng nâng cao kỹ năng ứng dụng các nền tảng số để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như trong cuộc sống hàng ngày, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành quyết định số 3213 về việc khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2023. Theo đó, trích ngân sách tỉnh số tiền 24 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông thôn mới để thực hiện khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2023. Trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã được thưởng 1 tỷ đồng, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, mỗi xã được thưởng 1,5 tỷ đồng, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi xã được thưởng 2 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát giải ngân nguồn vốn kịp thời đúng quy định. Những ngày cuối năm, thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị thi công, các dự án nâng cấp hạ tầng đô thị ở thành phố Hà Tĩnh đang từng bước hoàn thiện nhằm tạo nên diện mạo khang trang trước thềm năm mới. Sau 4 tháng thi công, đến nay hệ thống thoát nước chạy dọc hai bên vỉa hè, hệ thống kỹ thuật hạ ngầm đường điện, cáp viễn thông, đường ống cấp nước trên tuyến đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh đạt trên 95% khối lượng công việc. Hiện tại hạng mục lát đá vỉa hè đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Về cái tuyến đường của ta thì lát đá là gần như tuyến đường đầu tiên, nên là cái phần đá thì đòi hỏi cái yêu cầu kỹ thuật rất cao, thẩm mỹ, nên là đơn vị và cùng đơn vị tư vấn giám sát cùng ban quản lý thì sẽ là đầu tiên là phải lát mẫu, sau đó thì sẽ là tiến hành lát đại tra. Còn tại công trình tiêu thoát chống ngập úng ở xã Thạch Trung, đơn vị thi công đã tập trung huy động máy móc, nhân lực thi công liên tục đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Theo thiết kế, đường ống thoát nước rộng 2 mét, đảm bảo thoát nước kịp thời cho khu vực. Theo dự án thì công trình này có tiến độ là về 2 năm, nhưng mà mới thực hiện đầu tháng 8. Thì đến thời điểm hiện tại là cũng là rất cố gắng và đẩy nhanh tiến độ. Năm 2023, thành phố thực hiện đồng loạt nâng cấp hạ tầng, hiện tất cả các công trình đang vào giai đoạn cao điểm. Mặc dù gặp không ít khó khăn do thời tiết, song chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công tranh thủ tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra. Thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị thi công là tăng ca tăng kíp, tăng số lượng các tổ đội cũng như máy móc thiết bị, đặc biệt là phải có các giải pháp liên quan đến thi công là các phần ngầm. Với sự quyết liệt của chính quyền thành phố Hà Tĩnh, với sự chủ động của các nhà thầu, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ, tạo sự thay đổi diện mạo thành phố. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào tạm biệt. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Hà Tĩnh hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.